Báo cáo quý vị lúc này đang là sáng ngày mùng 7 tháng 12 năm 2017. Và vừa rồi thì có khách hàng ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, anh là khách quen. Và anh khi quan sát là thấy có cái bộ bàn ghế cô dâu trông rất là được mắt. Và bên chúng tôi là cam kết chất lượng tốt. Báo cáo quý vị là anh đã vừa gọi điện là đồng ý lấy chiếc lấy bộ bàn ghế này. Thì thưa quý vị, tất cả những cái đồ chúng tôi khuyến mại thì là đồ hoàn toàn mới và cực kỳ tốt. Tuy nhiên là để với một thời gian rất lâu ở trên cái tầng 6 là sau khi khô kiệt rồi là nó cũng có một vài cái điểm nhỏ co ngót. Và bây giờ trước khi ra khỏi xưởng chúng tôi phải căn chỉnh lại cẩn thận để cho đảm bảo là mọi các vấn đề thật là trau chuốt, giữ uy tín. Chính vì thế cho những bộ bàn ghế này không những là giá đã hợp lý với cái chương trình khuyến mại và đồng thời là chất lượng lại là cao nhất, bởi vì khô kiệt và đã được căn chỉnh lại rất là nét na. Và báo cáo quý vị sau khi cái bộ chuột phượng này đi Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ thì ở trong kho chúng tôi trên tầng 6 của khu A là đang còn một bộ giống hệt như thế này cộng với một bộ là quả hồng cũng quy mô tương tự và với giá khuyến mại tại xưởng chỉ là 15 triệu còn tiền vận chuyển tính riêng. Còn bên trong này là bộ bàn ghế vượt khúc là chuẩn bị chuyển vào cam ranh cho nhà bác 4 là thì chúng tôi cũng vẫn là phải chỉnh trang thêm trước khi đóng gói là phải căn chỉnh lại một lần nữa giống như là cái bộ bàn ghế gỗ dâu này, vì khách hàng là toàn khách hàng quen, cả bác 4 ở trong cam ranh và cả là gia đình nhà bác ở Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ đều là khách quen đã từng mua đồ của chúng tôi và biết là ở đây là chu đáo, cho nên các bác là từ xa chỉ gọi điện thoại đến để lấy hàng thôi. Rồi và đây là bộ, đây tôi đã để rõ đây KM15, đây tức là giá khuyến mại 15 triệu, rất rõ ràng. Đây là một ghế gỗ dâu. Và ghế gỗ dâu thì ngày hôm qua con bác cũng hỏi tôi là gỗ dâu là loại gỗ nào, thì tôi đã phải tra lại cái danh mục bảng danh mục gỗ Việt Nam, thì gỗ dâu là số 12 trong nhóm 3, tương đương với gỗ tách, cùng nhóm với gỗ tách thưa quý vị. Còn gỗ chắc, gỗ mun, gỗ gụ là nhóm 1, gỗ lim nhóm 2 và gỗ dâu này là nhóm 3. Đây, bây giờ là xe chúng tôi chuẩn bị đưa lên xe rồi. Ngày hôm nay chúng tôi còn chuyển đôi lộc bình đi cho khách hàng ở phố Hoàng Quốc, ở phố Dương Quảng Hàm và bộ quân thư câu đối cho bác 6 ở Thái Nguyên. Để xem bác 6 ở Thái Nguyên là chỗ nào. Và cái đôi đôn lục lăng này thì cũng sắp chuyển đi Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ. Anh Dũng là ở cái đôi lục bình là chuyển cho khách hàng là ở số ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy. Anh có đuôi số điện thoại là 460. Thế còn cái bộ cuốn thư câu đối là dành cho khách hàng là ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Còn cái bộ bàn ghế gỗ dâu và hai cái đôn là ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Xin quý vị liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo số điện thoại 0984666999 hoặc là Viber Zalo với số 0967666111. Cảm ơn quý vị.